Sáng nay tại thành phố Huế, hội nghị phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên chính thức khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chủ trì hội nghị, cùng dự có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, lãnh đạo 19 tỉnh thành phố trong khu vực, đại diện các bộ ban ngành trung ương, các chuyên gia, đối tác và nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn. Đây là sự kiện chính trong chương trình hội nghị phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên tại thành phố Huế nhằm bàn định các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá để thúc đẩy ngành kinh tế được xem là mũi nhọn của khu vực. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Phan Ngọc Thọ bày tỏ: muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Câu danh ngôn ý nghĩa này là đúc kết cho những thành công được tạo nên từ sự hợp tác, gắn kết và bổ trợ cho nhau cùng phát triển. Là cửa ngõ ra biển của hành lang kinh tế Đông Tây, lại có lãnh thổ trải dài trên tuyến du lịch xuyên Việt, xuyên Á, miền Trung Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng trong bản đồ du lịch Việt Nam. Toàn khu vực hiện có 12 sân bay đang vận hành với 5 sân bay quốc tế. Hệ thống cảng biển được nâng cấp với 10 cảng biển loại 1, trong đó cảng nước sâu Chân Mây Thừa Thiên Huế đón được tàu biển lớn nhất thế giới cập cảng. Bên cạnh đó, đây còn là nơi hội tụ nhiều nguồn tài nguyên và tiềm năng về du lịch, trong đó tiềm năng du lịch biển đảo được xem là thế mạnh với chuỗi các bãi biển mang đẳng cấp quốc tế, nhiều vịnh đẹp thế giới và nhiều đảo bán đảo hấp dẫn trải dài từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Tài nguyên du lịch núi rừng với nhiều điểm du lịch sinh thái đồi núi thác hồ nổi tiếng tập trung ở các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài ra, toàn khu vực còn có 9 vườn quốc gia, nhiều khu bảo tồn thiên nhiên hoang sơ nguyên vẹn. Đáng chú ý, đây còn là nơi tập trung 14 di sản văn hóa thế giới, là địa bàn cư trú của 47 dân tộc anh em. Những chủ nhân đã và đang xây dựng nên một bảo tàng văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc bậc nhất của Việt Nam hiện nay. Trong năm 2018, khu vực miền Trung và Tây Nguyên đón khoảng 56 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là hơn 9,5 triệu lượt, tổng thu từ du lịch khoảng 120.000 tỷ đồng. Mặc dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng sự phát triển của du lịch còn chưa tương xứng với vị thế và tiềm năng to lớn của khu vực. Tổng doanh thu từ du lịch còn thấp, chưa thu hút thị trường khách du lịch cao cấp. Hệ thống hạ tầng du lịch còn hạn chế, cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu. Khách sạn tiêu chuẩn 3 đến 5 sao chỉ chiếm khoảng 17% cả nước. Tính liên kết trong phát triển du lịch còn hạn chế, nhất là liên kết xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù và trong hoạt động xúc tiến quảng bá. Những điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát huy lợi thế so sánh của khu vực miền Trung Tây Nguyên, nâng cao tính cạnh tranh so với các điểm đến trong khu vực Đông Nam Á. Do đó, các địa phương liên kết tổ chức hội nghị lần này nhằm xây dựng một tầm nhìn phát triển xa hơn cho du lịch miền Trung Tây Nguyên. Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Đó là câu danh ngôn đầy ý nghĩa mà ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn ra tại hội nghị. Ngoài ra, khu vực miền Trung và Tây Nguyên, chúng ta nơi nào cũng có nhiều tiến cảnh, có sức hút đặc biệt. Những tiến cảnh này đã được đánh thức từ núi ngừng, núi rừng đại ngàn Tây Nguyên hùng vị đến bờ biển cát vàng ngập nắng miền Trung. Trong khi nhắc đến, để khai thác tối đa những lợi thế và nguồn lực phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn phù hợp với tinh thần nghị quyết số 8 của Bộ Chính trị, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cam kết sẽ không ngừng hỗ trợ cải thiện môi trường du lịch, xây dựng dịch vụ du lịch thông minh, đồng thời cam kết đẩy mạnh liên kết trong việc phát triển quy hoạch kết nối hạ tầng, phát huy giá trị văn hóa di sản, thích ứng biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới, để khai thác tối đa những lợi thế và nguồn lực phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, 19 tỉnh thành phố hội tụ về hội nghị phát triển du lịch miền Trung Tây Nguyên với khát vọng vì một miền Trung Tây Nguyên giàu đẹp, để cùng chấp cánh với khát vọng vì một Việt Nam hùng cường. Các tỉnh không thể thống nhất suy nghĩ của mọi người, nhưng có thể thống nhất mọi người qua một mục tiêu chung, từ đó ta bước đột phá, xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch miền Trung Tây Nguyên hiện đại, đẳng cấp, chất lượng, thân thiện và an toàn. Trong thời gian tới, các tỉnh thành phố 19 tỉnh cam kết cùng với các tỉnh thành phố trong khu vực miền Trung Tây Nguyên nỗ lực hết mình trong liên kết phát triển du lịch, đưa các điểm đến trong toàn khu vực trở thành những điểm đến có thương hiệu ở châu Á. Đó cũng là mục tiêu mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng đến. Miền Trung và Tây Nguyên đóng một vai trò quan trọng đối với phát triển du lịch của các nước, trong việc đóng góp những sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh quốc tế mang thương hiệu cho du lịch Việt Nam, cũng như trong gắn kết thúc đẩy du lịch khu vực, tạo thành vùng động lực kết nối tới hai đầu của tổ quốc và liên Việt Nam theo hành lang kinh tế Đông Tây, tam giác phát triển du lịch Campuchia, Lào, Việt Nam. Để miền Trung và Tây Nguyên thực sự phát huy được hiệu quả, phát
triển thành vùng du lịch động lực của du lịch Việt Nam, thì trong thời gian tới chúng tôi đề nghị các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên quan tâm đến một số giải pháp sau. Một, hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch ở khu vực, tiếp tục thực hiện các chính sách đã mang lại hiệu quả trong thời gian qua. Đặc biệt các địa phương miền Trung và Tây Nguyên cần xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, những nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nghị quyết 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và các chỉ thị quyết định của chính phủ có liên quan. Các địa phương xây dựng cần xây dựng để triển khai kế hoạch thực hiện đề án cơ cấu lại ngành du lịch. Tại hội nghị này, rất nhiều nhà đầu tư chiến lược đã ký cam kết thực hiện đầu tư các dự án tại Huế trên các lĩnh vực du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng, quy hoạch tài chính. Điển hình như tập đoàn Sovico, BRG, FLC, Văn Phú Invest. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo tập đoàn Sovico, HDBN, Vietjet cho biết sẵn sàng tham gia các dự án hội nghị kêu gọi đầu tư và cam kết tăng cường tần suất các chuyến bay, xúc tiến mở nhiều hơn các đường bay quốc tế, các hoạt động thu hút quảng bá du lịch, đặc biệt là các thị trường quốc tế đến Thừa Thiên Huế, tiếp tục mang hết nguồn lực và tâm huyết cùng thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các dự án, các nhiệm vụ được giao phó, đóng góp cho ngân sách, cùng xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, hội nhập, một xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ. Sovico sẽ cùng chính quyền địa phương nghiên cứu đầu tư các khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, khu đô thị văn minh hiện đại trên địa bàn. Khi chúng tôi tới Kurama, thì đây là khu nghỉ mát 5 sao duy nhất trên bờ biển Đà Nẵng. Ngày hôm nay, chúng ta đã có con đường 5 sao chạy từ Hội An qua Đà Nẵng, Lăng Cô, Huế với rất nhiều khu nghỉ mát cao cấp. Thừa Thiên Huế, miền Trung và Tây Nguyên ngày hôm nay đẹp đẽ và rất nhiều triển vọng phát triển kinh tế, nhất là khu vực du lịch nghỉ dưỡng. Được biết trong năm 2018, các con số về thu hút đầu tư và lượng khách tại đây còn chưa xứng với tiềm năng. Chúng tôi tin tưởng rằng sau một nghỉ ngày hôm nay, với tất cả những thảo luận và sự quan tâm hết sức sâu sắc và cụ thể, con số này sẽ được tăng trưởng lên với các số nhân. Hội nghị cũng nghe các ý kiến góp ý thảo luận từ các bộ ngành, đại diện cơ quan, tổ chức ngoại giao nước ngoài, các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, các chuyên gia kinh tế du lịch, đánh giá kết quả đạt được của hoạt động liên kết vùng, thảo luận kế hoạch liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2019-2020 để tìm hướng cho du lịch miền Trung Tây Nguyên phát triển. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những kết quả đạt được của ngành du lịch Việt Nam, trong đó có ngành du lịch của các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Tuy nhiên, đứng trên bình diện tổng thể, du lịch miền Trung Tây Nguyên vẫn chưa phát huy được tiềm năng và tài nguyên sẵn có để khai thác tốt lợi thế của mình. Vẫn còn nhạt về bản sắc, thiếu một nhà kiến trúc du lịch rõ nét và thiếu nhạc trưởng dẫn dắt. Thủ tướng cũng đã chỉ rõ rằng nguồn tài nguyên du lịch của các tỉnh thành phố trong khu vực này bị phân mảnh trong khai thác và sử dụng. Việc phát triển du lịch với tầm nhìn còn hạn chế đã tác động tiêu cực đến việc phát triển du lịch trong toàn vùng. Những bài học mà các địa phương cần rút ra là khai thác phải đi đôi với đầu tư mới mong phát triển bền vững lâu dài. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý thêm. Ngành du lịch suy nghĩ làm sao đưa văn hóa bản địa của chúng ta đến với du khách một cách sâu đậm hơn, ấn tượng hơn, cùng với giáo trang du khách lan tỏa trên toàn thế giới. Ở đây có nhiều di sản, di tích, mỗi nơi có một cái đặc điểm. Ở đây có ở Huế là có nhiều người tài ba nổi tiếng, những câu chuyện về họ điềm vùng thị đến Tô Hữu cho đến Trịnh Công Sơn, hay là người còn sống như Nguyễn Đắc Xuân kể chuyện về những cái di tích ở Huế này, vân vân, thổi hồn mà nó hấp dẫn, chứ không phải là chúng ta nói gì với ý nói văn hóa cả vật thể phi vật thể, mà đặc biệt đối miền Trung thì cần chú trọng phát triển du lịch cộng đồng homestay để đưa thế giới đến gần với người dân hơn, đưa văn hóa bản địa ra thế giới và tạo thu nhập cho người dân tốt hơn. Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương không nên đầu tư vào du lịch một cách phong trào, mà thay vào đó phải xây dựng được các sản phẩm du lịch địa phương độc đáo, thu hút khách và có tính chi trả cao. Các địa phương đồng thời cũng cần phải xác định lại các tài nguyên tiềm năng du lịch chính của mình,
để từ đó xây dựng được chiến lược phát triển phù hợp và không gian trải, kiên quyết thu hồi lại các dự án đầu tư sử dụng lãng phí nguồn tài nguyên du lịch, làm hư hại xuống cấp tài nguyên du lịch. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương phải nghiêm khắc, quyết liệt trong việc xử lý các vấn nạn tiêu cực trong kinh doanh du lịch. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thẳng thắn chỉ rõ phương hướng phát triển của du lịch Việt Nam nói chung, du lịch miền Trung, Tây Nguyên nói riêng. Chúng ta tiếp tục ưu tiên đầu tư cho cơ sở hạ tầng du lịch, đặc biệt là các hạ tầng điểm đến, giao thông kết nối các điểm đến. Vì vậy mà cơ chế điều phối vùng trong đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông để tăng hiệu quả, và đặc biệt là liên kết rõ nét nhất trong một tour du lịch đối với vùng miền Trung Tây Nguyên cần phải đặt ra. Tôi đồng ý với ý kiến ông nói, nếu mà cái một cái vùng nó dài quá thì có, nhưng mà cực nhục số vùng gần nhau để một cái tour du lịch nó hấp dẫn, nó đủ ngày cần thiết thì rất quan trọng. Và đặc biệt tôi muốn lưu ý một cái điều mà hôm nay các đông các công ty du lịch làm ở miền Trung Tây Nguyên, đó là các công ty du lịch Việt Nam cần có tính tự hào, tự tôn dân tộc trong kinh doanh du lịch, chứ không phải kinh doanh bằng bất cứ giá nào. Mặc dù hiệu quả kinh tế được đặt ra, nhưng không bất cứ giá nào quý vị đã làm. Tôi nói cái ý tôi không phân tích dài này. Đó là quý vị phải làm sâu sắc hơn hình ảnh quê hương, đất nước trước du khách, không thể hời hợt và bán rẻ giá trị văn hóa du lịch Việt Nam với thế giới. Du lịch tiếp tục ra câu hỏi. Thứ nhất là làm thế nào để du khách Việt tìm đến Việt Nam đông hơn. Câu hỏi thứ hai, tôi có thời gian để giải thích, là làm thế nào du khách ở lại lâu hơn thay vì đòi đi sớm hơn. Và câu hỏi thứ ba, làm thế nào để du khách tiêu tiền nhiều hơn thay vì không có gì để chi tiêu. Câu hỏi thứ tư, làm thế nào để khách kể lại câu chuyện du lịch thú vị với người thân, với bạn bè một cách đầy hứng khởi thay vì chê bai, kể một cái xấu gì đó ở Việt Nam. Và câu hỏi thứ năm, làm thế nào để du khách quay trở lại sớm nhất có thể, chứ không phải đi một đi không trở lại. Thủ tướng khẳng định, chính phủ luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu để tạo điều kiện phát triển du lịch, cũng như gợi mở đến các chính sách mới như cấp thị thực điện tử, nới lỏng và tạo điều kiện cấp thị thực cho du khách, quảng bá du lịch qua Internet, đặc biệt là đầu tư vào hạ tầng như mở cửa bầu trời, nâng cấp sân bay, xây dựng cảng biển chuyên dùng cho du lịch, xây dựng tuyến đường ven biển bằng hình thức xã hội hóa để phục vụ phát triển du lịch. Thủ tướng hy vọng rằng sau hội nghị này, du lịch các tỉnh miền Trung Tây Nguyên sẽ có chuyển biến lớn để có những bước tăng trưởng mới. Cùng tại hội nghị này, có 15 doanh nghiệp được trao quyết định chủ trương đầu tư các dự án liên quan đến lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, nông nghiệp với tổng mức trên 32.300.000 tỷ đồng.